ngày các cư sĩ. Một hôm nào đó, các con đến nhà một người quen chơi. Người ấy bảo vợ làm thịt gà để đãi các con. Nếu các con thản nhiên làm thinh để cho người ta làm thịt gà trước sự chứng kiến, trước sự chứng kiến của các con và đồng tình để ăn thịt, thầy bảo rằng các con dự vào sự giết hại, như chính các con cầm dao giết hại con vật. Bởi vậy các con nên nhớ giới không sát sanh. Còn có một ý nghĩ tích cực: thương yêu bằng hành động cứu lấy mạng sống chúng sanh. Khi mà mình có thể ngăn được, bất cứ khi nào có dịp, có điều kiện, các con hãy tìm cách cứu lấy mạng sống của muôn loài. Cản người giết thú, khuyên người ăn chay, mua chim cá phóng sanh đều là hành động cứu mạng chúng sanh một cách tích cực. Thầy có một người đệ tử rất là giàu có, tỷ phú, thường mua hết cả chim rùa ở thành phố Hồ Chí Minh phóng sanh. Do hành vi cứu mạng sống của loài vật nên trên bước đường làm ăn nhiều khi xảy ra những tai nạn lưu thông hoặc tất cả những việc khác. Có điều là vượt thoát một cách rất là bình an. Chính thiện nghiệp tích cực này sẽ đem mọi sự an vui và sức khỏe cho chúng ta ở ngày mai. Cách đây hơn một năm, có một người cư sĩ ở Đà Nẵng về thăm chùa thuật lại cho thầy nghe một câu chuyện. Ông cư sĩ này có một người bạn chuyên làm nghề bẫy rạch chim đem bán. Ông này chứng kiến một trận lụt cuốn trôi nhà cửa người vật. Từ đó ông hồi tâm tỉnh ngộ, bỏ nghề và phát nguyện mua chim cá phóng sanh bố thí. Với đồng tiền kiếm được của một người giáo viên, dịp mai đến ông ta về thành phố Hồ Chí Minh được bạn bè giúp đỡ, ông trở thành triệu phú. Nhưng vẫn làm hành phóng sanh và bố thí đều đặn. Cuộc sống của ông bây giờ rất là hạnh phúc, an vui. Ở Trảng Bàng quê thầy có ông Ít, thở nhỏ nhà nghèo. Ông phải đi ở cho nhà giàu, đem tiền về cho cha mẹ. Mỗi khi trông thấy các đứa trẻ đồng trang lứa dùng ná bắn chim, ông đến ngăn cản. Còn phần ông, khi có tiền ông đều mua chim cá phóng sanh. Lớn lên ông vào làm công cho một hiệu kim hoàn, vẫn giữ hành phóng sanh không ngừng nghỉ. Người chủ hiệu thấy ông hiền lành đức hạnh nên gả con gái và
dạy nghề cho ông. Ông nhanh chóng trở thành một chủ nhân giàu có. Do phước lành này, ông sanh được những người con hiếu hạnh, thuận thảo và đẹp lòng hơn nữa, chiêu cảm thiện pháp. Cả dâu và rể cũng đều hiếu thảo, biết vâng lệnh. Thiện nghiệp đưa đẩy khiến ông đến gặp thầy để xin học hỏi những phương pháp tu hành đúng chánh pháp của đạo Phật. Giữ giới sát, chúng ta phải hiểu trên hai ý nghĩa: tiêu cực và tích cực. Tiêu cực là không làm tổn hại đến sinh mạng của chúng sanh, không đản mạng chúng sanh, nghĩa là không tự tay mình giết, không xúi người giết, không xu hướng vui theo người giết, và không gián tiếp sát sanh bằng cách ăn thịt chúng sanh. Còn tích cực là đem mọi khả năng của mình để cứu mạng chúng sanh, như vớt một con kiến ra khỏi vũng nước, như cứu một con trùng bò trong bếp lửa, như ngăn cản một con mèo đang bắt một con chuột, như mua chim cá phóng sanh, khuyên người được giết hại chúng sanh. Chuyện linh mục Côn Bê cũng khá cảm động. Linh mục Côn Bê thuộc dòng thánh Francisco ở Ba Lan, bị lính Đức bắt giam vào một trại tù. Khi đàn quân Đức tràn qua chiếm Ba Lan hồi đệ nhị thế chiến, một hôm bất ngờ có người vượt ngục trốn thoát. Sĩ quan Đức tập hợp tất cả tù nhân và tuyên bố tử hình 10 người để đền lại cho một người vượt ngục kia. Hắn rảo qua đám tù xem mặt, ai đáng ghét thì đưa tay chỉ vào mặt, nói: mày. Thế là lính Đức xông tới kéo người xấu số đó đứng riêng khỏi hàng ngũ. Có một thanh niên khi vừa chỉ mặt liền rú lên: con ơi, em ơi, nghĩa là anh ta có vợ con ở nhà. Khi đã chọn xong 10 người tử tội, chợt có một người thứ 11 trầm tĩnh bỏ hàng ngũ tiến về phía tên sĩ quan Đức. Đó là linh mục Côn Bê. Linh mục Côn Bê đã là một linh mục mẫu mực xứng đáng trong việc truyền giáo. Ông đã từng mở một tờ báo để phổ biến giáo lý rộng rãi trong quần chúng. Khi Đức chiếm Ba Lan, ông cũng bị bắt trong đám tù. Ở trong tù, thức ăn thiếu thốn, nhưng ông luôn luôn xén bớt phần ăn của mình để tặng cho người tù nào có vẻ mệt mỏi. Hôm đó
Ông được cho nằm trên chiếc giường nệm, nhưng ông đã nhường cho người bạn nào phải bệnh, và mình thì nằm dưới đất. Hồi ông còn nhỏ, có lần ông nằm mộng thấy Đức Mẹ Maria hiện ra cầm hai chiếc mũ trắng và đỏ, hỏi ông chọn chiếc nào. Ông hỏi ý nghĩa mỗi chiếc Đức Mẹ đắp. Chiếc mũ trắng là trọn đời hiến mình cho đạo, chiếc mũ đỏ là tử vì đạo. Ông lặng lặng cầm chiếc mũ đỏ. Giờ đây ông đang bước về phía trước. Tên sĩ quan Đức quát mắt hỏi: con heo Ba Lan này muốn gì? Người Tây Phương hay chửi nhau bằng thú vật. Thông thả, trầm tĩnh và vô biên, ông chỉ người thanh niên trong đám tù tử tội và nói: tôi xin được chết thay cho người này vì anh ta có vợ con đang chờ, còn tôi thì không có ai chờ đợi. Sững sờ vì kinh ngạc, tên sĩ quan Đức trố mắt lặng yên và cuối cùng gật đầu. Thế là người thanh niên được trở về hàng ngũ cũ, còn linh mục con bé được xếp vào 10 người tử tội. Đem nhốt riêng trong một trại giam hàng tối. Mỗi sáng lính Đức xuống dẫn một người đem băng. Những đêm trước đó, linh mục Côn Đen đã thức suốt để an ủi và cầu nguyện cho họ, làm vơi bớt nỗi khổ đau sợ hãi. Đến ngày thứ 10, linh mục Côn Đen được tiêm thuốc thay vì đem băng. Sau này Tòa Thánh Vatican có làm lễ phong thánh cho cha. Có hai vợ chồng và đứa con người thanh niên kia đến dự.